Thì Vân xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với thời lượng của bản tin 24 giờ. Trong bản tin của ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình lũ lụt đang diễn ra tại Trung Quốc, đặc biệt là những hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ đưa đến cho nền kinh tế của nước này. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu và thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Ảnh vệ tinh các thành phố Trung Quốc ngập sâu trong lũ sông Dương Tử. Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau đợt lũ lụt. Lũ lụt đang tàn phá nặng nề nền nông nghiệp của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu ở thác nước Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất trên thế giới ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc của nước Trung Quốc. Địa điểm du lịch nổi tiếng này đã buộc phải đóng cửa trong tuần trước. Thác Hồ Khẩu, thác nước lớn nhất trên dòng sông Hoàng Hà cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất ở trên thế giới. Với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa, có thể lên đến 50m trong mùa lũ. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, từ hơn một tháng nay, thác nước Hồ Khẩu đã bước vào mùa lũ năm 2023 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu đã lên tới 1.500 m³ mỗi giây, gấp 3 lần lưu lượng trung bình do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước. Ngày hôm qua, Trung Quốc cảnh báo mưa bão cấp 4 ở nhiều tỉnh thành, báo động nguy cơ lũ lụt và lở đất. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu xanh, cấp thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc. Về các trận mưa lớn ở một số khu vực và tỉnh, nơi đã hứng chịu trận lũ lụt và mưa chút nước, tàn phá trong hơn 2 tháng qua. Nổi tiếng trên toàn thế giới vì nước có màu vàng, thác nước Hồ Khẩu giống như một ấm trà khổng lồ với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa mưa lũ. Hình ảnh trên được Taekwondo công bố vào 3 ngày trước. Hình ảnh chụp vệ tinh có độ phân giải cao Planet Scopper và được Bromagri xử lý, cụ thể tại Trùng Khánh ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, bắt đầu hứng chịu mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng cách đây gần một tháng. Những trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp thành phố, khiến cho 188.025 người ở 19 quận huyện bị ảnh hưởng, 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và 6.000 hecta hoa màu bị ngập. Theo China News Surveillance, hình ảnh trước và sau lũ ở Trùng Khánh cho thấy những bờ cát và đảo, bến tàu ở các quận Du Trung và Nam Ngạn có thể nhìn thấy rõ trong tháng trước đã bị nước lũ màu nâu dày đặc bao phủ. Trong tháng vừa qua, lưu lượng tàu thuyền chở hàng hóa trên sông Dương Tử đoạn qua Trùng Khánh dường như đã giảm xuống trong tháng này. Tại Vũ Hán, nơi khởi phát của dịch bệnh COVID-19 nằm ven sông Dương Tử, hạ lưu của đập Tam Hiệp, do đó cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi lũ lụt. Mực nước dâng cao đáng kể ở Vũ Hán kể từ hồi cuối tháng trước. Vừa qua, Tân Hoa Xã cho biết trận lũ số 2 năm 2023 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Trận lũ đổ về đập Tam Hiệp với dòng chảy cực đại lên tới 61.000 m³ mỗi giây vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua, đánh dấu đợt lũ lớn nhất đổ về đập Tam Hiệp cho tới thời điểm đó. Đập Tam Hiệp cũng xả lũ ở mức 33.000 m³ mỗi giây. Trong ảnh là ngày thứ 6 vừa qua, mực nước sông Dương Tử dâng cao hơn nhiều so với hình ảnh cách đây 2 tháng. Tại Nam Dương, đây là khu vực nằm cạnh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử. Tuần qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất đoạn đê dài 188m ở Hồ Bà Dương. Đoạn đê vỡ dài 188m trong suốt 9 ngày đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, trên 15 ngôi làng và các cánh đồng nông nghiệp ở tỉnh Giang Tây. Hơn 14.000 người đã phải sơ tán. Trong ảnh có thể thấy các hòn đảo và những khu vực cây xanh ven sông Dương Tử đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước lũ, khác hẳn với màu xanh tươi sáng vào 2 ngày trước đó. Khách du lịch cuối cùng cũng đã quay trở lại các địa điểm tham quan chính của Vũ Hán. Vài tháng sau khi thành phố này trở thành tâm chấn của đợt bùng phát COVID-19 Trung Quốc và trải qua đợt lũ tồi tệ nhất trong nhiều năm. Theo tờ South China Morning Post, các nhà chức trách cho biết một số địa điểm tham quan nổi tiếng nhất đã thu hút lượng du khách cao hơn bình thường vào cuối tuần qua, sau khi vé vào cửa được miễn phí tại 400 điểm tham quan trên khắp tỉnh Hồ Bắc cho đến cuối năm. Vào 2 ngày trước, hơn 12.000 người đã đến thăm Hoàng Hạc Lâu, gấp 3 lần con số bình thường hàng ngày. Theo tờ Trường Giang Nhật Báo vào ngày hôm qua, địa điểm này đã đạt công suất tối đa hàng ngày là 25.000 người và phải đưa ra một thông báo trên mạng xã hội yêu cầu mọi người tránh xa. Hồ Mộc Lan, một thắng cảnh ở phía bắc thành phố cũng có số lượng tăng tương tự. Hơn 3.000 khách du lịch đã đến vào ngày hôm kia, tăng gấp 3 lần so với cuối tuần trước. Sushi, một nhân viên của Hồ cho biết, các địa điểm du lịch khác ở Vũ Hán cũng có lượng khách du lịch tăng lên tương tự. Du khách từ tất cả các khu vực của Trung Quốc không có ca COVID-19 mới nào trong 2 tuần được cho phép tới các điểm tham quan. Trước đó, chính quyền thành phố Vũ Hán đã ban bố cảnh báo lũ cao nhất. Nước lũ dâng cao đã làm vỡ đê quanh hồ Bô Hàng ở tỉnh Giang Tây vài tháng trước và phá hủy hàng nghìn hecta đất nông nghiệp ở nơi được gọi là vùng đất của cá và lúa. Lưu vực sông Dương Tử bao gồm hồ Bô Hàng, trải dài gần 6.300 km từ Thượng Hải đến Tây Tạng, đóng góp đến 70% sản lượng gạo của Trung Quốc. Với những nông dân phải gánh chịu những thiệt hại rất nặng nề, mưa không chỉ làm hỏng mùa màng mà họ sắp thu hoạch.
lũ lớn còn khiến cho chúng không thể cứu vãn. Bao Gen Thao, một người dân canh tác ở một làng gần đó, cho biết rằng đất còn chìm trong nước. Điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ không thu hoạch được gì hết đến hết năm. Trận lũ lụt gây ra ngập cánh đồng của anh Bao và hơn 5,2 triệu hecta đất trồng trọt là trận lũ tồi tệ nhất mà Trung Quốc phải trải qua trong nhiều năm. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc ước tính tổn thất kinh tế trực tiếp của thảm họa là 21 tỷ đô la do đất nông nghiệp, đường xá và các tài sản khác bị phá hủy. Khoảng 55 triệu người, bao gồm cả những nông dân như anh Bao cũng bị ảnh hưởng. Thảm họa là tin xấu đối với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới vốn đang trong tình trạng mong manh vì đại dịch. Đến nay, Bắc Kinh phải đảm bảo nguồn cung cấp lương thực bằng cách nhập khẩu một lượng lớn sản phẩm từ các nước khác và giải phóng hàng chục triệu tấn từ nguồn lương thực dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, dịch bệnh và căng thẳng giữa Trung Quốc với phương Tây có thể khiến cho việc nhập khẩu trở nên phức tạp hơn trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt ở Hà Nam có thể khiến cho tổng số tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm lên tới 11 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,7 tỷ USD, 40.000 tỷ đồng, Goldman Sachs nhận định. Theo Goldman Sachs, Trịnh Châu sẽ chiếm phần lớn yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau đợt lũ lụt bởi có rất nhiều tài sản và ô tô bị hư hại. Lũ lụt ở Hà Nam cũng có thể kích hoạt khoản chi trả bảo hiểm lớn nhất trong một thảm họa thiên nhiên ở Trung Quốc vì Trịnh Châu là một thành phố lớn. Louis Tisser Mainstrom, giám đốc điều hành của Wealthy Securities cho biết, công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc EBCC ước tính khoản bồi thường cho khách hàng của công ty lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 300 triệu USD. Công ty bảo hiểm thành lập năm 1949, có công ty bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất của Trung Quốc cho biết đã nhận được hơn 200.000 yêu cầu bảo hiểm liên quan đến thiệt hại do lũ lụt ở Hà Nam tính đến 17 giờ ngày đầu tháng này. Bình An Insurance, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Trung Quốc và là đơn vị bảo hiểm tài sản và thương vong lớn thứ hai, cho biết sẽ phải chi trả khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 154 triệu USD bồi thường liên quan đến thảm họa thiên nhiên ở Hà Nam. Theo nhà chức trách Trung Quốc, lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hà Nam tuần trước đã khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, 5 người vẫn mất tích, hàng nghìn ô tô và nhà cửa bị hư hại, đất nông nghiệp bị ngập nước lũ. Tại thủ phủ Trịnh Châu, gần 400.000 người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế trực tiếp cho thành phố là 65,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 10,12 tỷ USD. Việc lũ lụt ở Trung Quốc gây thiệt hại lớn trong năm 2022 có liên quan tới thiên tai ở tỉnh Hà Nam, gây thiệt hại kinh tế khoảng 19 tỷ USD. Trong đó có 2,3 tỷ USD được chi trả bảo hiểm. Theo đơn vị nghiên cứu của Swissy Institute, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất trên thế giới, trong lịch sử châu Á là khu vực chịu thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng và không được bảo hiểm nhiều. Năm ngoái, chỉ 10,6% trong số 31,1 tỷ USD thiệt hại do lũ lụt được bảo hiểm chi trả. Con số này đã cải thiện một chút so với mức trung bình 7% từ năm 2011 đến năm 2022, nhưng vẫn ở mức thấp so với 34% ở châu Âu. Theo một kịch bản công việc như bình thường tiêu cực nhất, biến đổi khí hậu sẽ khiến châu Á mất hơn 1/4 GDP vào năm 2050. Swissy ước tính, năm ngoái thế giới ghi nhận hơn 50 trận lũ lụt, cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người và gây thiệt hại kinh tế 82 tỷ USD. Kể từ những năm 1950, tần suất và cường độ của sự kiện mưa lớn đã tăng lên đối với hầu hết diện tích đất liền trên thế giới, nơi có đủ dữ liệu được thu thập. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC của Liên Hợp Quốc nêu trong báo cáo năm ngoái, biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể là động lực chính. IPCC chỉ ra rằng, ngay cả khi hiện tượng nóng lên toàn cầu được kiềm chế ở mức 1,5 độ C vào năm 2100 so với thời kỳ tiền công nghiệp, thì mưa lớn và lũ lụt kèm theo được dự báo sẽ tăng lên và trở nên thường xuyên hơn ở hầu hết các khu vực của châu Phi và châu Á. Các hoạt động của con người đã khiến cho nhiệt độ trung bình tăng 1,1 độ kể từ năm 1850. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến hết cuối video. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!